Chúa cùng anh chị em. Và cùng thầy. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy, Thánh Thần thúc đẩy Chúa Giêsu vào hoang địa và người ở đó suốt 40 đêm ngày, chịu Satan cám dỗ, sống chung với dã thú và các thiên thần hầu hạ người. Sau khi Gioan bị bắt, Chúa Giêsu đến xứ Galilea rao giảng tin mừng về nước Thiên Chúa. Người nói: thời giờ đã đầy đủ và nước Thiên Chúa đã đến gần. Anh em hãy sám hối và tin vào tin mừng. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Có một cặp vợ chồng kia đến gặp một vị linh mục và hỏi linh mục một vấn đề. Ông chồng nói rằng: thưa cha, vào ngày thứ sáu mùa chay phải kiêng thịt, nhưng mà giờ con cám dỗ quá, con thèm thịt quá, cho nên con mới hấp cái con rùa để ăn thịt rùa, uống bia. Vợ con nói rằng: không được, anh lỗi luật, anh ăn thịt rùa này là ăn thịt rồi. Con nói: rùa là seafood mà, rùa nó sống ở dưới nước. Vợ con cãi là: không, rùa sống trên bờ. Vậy là anh lỗ luật, anh ăn thịt rồi, lỗ luật ngày thứ sáu. Thì thưa cha, và vợ chồng cũng còn cãi nhau, bây giờ đến hỏi cha, cha nghĩ sao, con ăn thịt rùa có tội hay không có tội? Ở đây trong nhà thờ này ai nói anh này lỗ luật có tội giơ tay lên nào? Tôi coi có bao nhiêu người. Một người, hai người, có hai người thôi, còn những người còn lại là ăn thịt rùa là không có tội, phải không cơ? Ông cha mới nói với lại ông chồng rằng: đúng ra ăn thịt rùa là không có tội, nhưng bởi vì anh ăn một mình, anh nhậu một mình, anh không mời tôi đến ăn với anh có tội nặng lắm. Ông chồng nói: còn bà này, thưa cha, bà này bà hầm thịt lên rồi bà lấy nước thịt bà ăn. Con nói như vậy là phạm luật. Bà vợ nói: không, em đâu ăn thịt, em ăn nước thịt thôi mà. Nước thịt cũng không được, nước thịt là phạm luật. Ở trong nhà thờ này ai nói anh này anh đúng giơ tay lên. Bao nhiêu người nói đúng? Này cũng nhiều người giơ tay hả? Nước thịt theo luật thì hầm thịt và ăn nước thịt thôi, ăn vô tư, không có phải lo lắng có tội gì cả. Đừng ăn thịt, ăn nước thịt thì được. Vấn đề ở đây, quý bà chị em, tôi đưa ra vấn đề này để thấy rằng trong mùa chay chúng ta bị cám dỗ đủ thứ. Cám dỗ ăn thịt, nước thịt, chúng ta bị cám dỗ. Và chúng ta thấy ngày hôm nay ở trong bài phúc âm, Chúa Giêsu vào hoang địa để bị cám dỗ sau khi được làm phép rửa sông Giô-đan. Chúng ta biết rằng hoang địa đối với người Do Thái, tôi có dịp đi hành hương ở Do Thái năm 2000, họ cho thấy cái hoang địa như thế nào. Nơi mà cây cối rất là hoang sơ, có thung lũng, có đồi núi và rất là khó sống ở đó. Ban ngày rất là nóng, ban đêm thì rất là lạnh. Và Chúa Giêsu sống trong hoang địa, cũng như Gioan Tẩy Giả ngày xưa sống hoang địa, đói, không có gì ăn, không có nước uống. Thánh Gioan Tẩy Giả phải ăn châu chấu và uống mật ong. Chúa Giêsu cũng vậy, sống trong hoang địa 40 đêm ngày, chịu cái đói, chịu cái rét, cái nóng ở hoang địa. Và nơi hoang địa là cái nơi mà người Do Thái nói là thần dữ hiện diện ở nơi hoang địa. Nơi hoang địa là nơi bị cám dỗ. Và Chúa Giêsu cũng bị như vậy. Nếu ông bà xem cái dịp đọc phúc âm của Thánh Luca, sẽ thấy Chúa Giêsu bị cám dỗ bởi ba cái điều: về xác thịt, đói quá,
Ma quỷ nói, hãy làm phép lạ, biến hòn đá thành bánh. Rồi đến cám dỗ Chúa về power, về cái quyền năng của Chúa. Hãy gieo mình xuống đi, vì có thiên thần sẽ nâng đỡ ngài trên tay. Cám dỗ về danh vọng, tôi cho tất cả danh vọng của thế gian này chỉ thờ phượng một mình ta thôi. Chúa Giêsu nói không, ta không thờ phượng ngươi, chỉ thờ phượng một mình Thiên Chúa thôi. Chúng ta thấy ma quỷ nó cám dỗ từ cái chuyện nhỏ, từ cái đói của bánh ăn cho đến quyền lực, rồi đến thế gian danh vọng, nó cám dỗ từ từ quý bà chị em. Và Chúa Giêsu dứt khoát để chống lại những cám dỗ đó. Còn chúng ta thì sao quý bà chị em? Mùa chay là cái mùa mà chúng ta nhìn lại những cái cám dỗ trong cuộc đời của chúng ta. Cám dỗ nào đang ảnh hưởng trong đời sống của chúng ta? Chúng ta cũng sống như đang sống trong một cái hoang địa, mà hoang địa này không phải là nơi mà không có đồ ăn dư thừa, rồi tiền bạc của cải đầy đủ hết, vật chất đầy đủ. Chúng ta sống ở một cái nơi mà chúng ta, xung quanh chúng ta là những cái cám dỗ. Mở tivi lên, chúng ta sẽ thấy có nhiều cái cám dỗ. Đi shopping, hàng sale rất là nhiều, rồi chúng ta đi mua về, chất về mà không có xài. Chúng ta thấy chúng ta bị cám dỗ về rất là nhiều thứ, ăn ngon, mặc đẹp. Và khi mà cám dỗ như vậy, chúng ta phải làm như thế nào quý bà chị em? Có một câu chuyện, một cặp vợ chồng sống rất là tốt lành mới ở Việt Nam qua. Hai vợ chồng có một cửa tiệm, hai vợ chồng đi làm chung với nhau, chung sắp cái cửa tiệm đó. Buổi sáng họ đi lễ hàng ngày, và Chủ nhật họ ra nhà thờ, họ sinh hoạt giúp nhà thờ. Cuộc sống của họ rất là hoàn hảo. Cho đến một hôm, ma quỷ nói rằng mình phải phá cái cặp vợ chồng này, không cho họ sống thánh thiện như vậy được. Và từ đó có nghĩ ra một cái kế. À, bây giờ khi mà cám dỗ người nào, ma quỷ luôn luôn đưa hình ảnh rất là đẹp với bà chị em. Và nên nhớ, cám dỗ không phải là tội. Khi nào chúng ta đồng ý với cám dỗ mới là tội. Và mục đích của cám dỗ là gì? Muốn chúng ta xa rời Thiên Chúa. Cho nên ma quỷ nói rằng phải đánh cái cặp vợ chồng này. Trước tiên ấy, họ hay giúp nhà thờ, hay giúp ở Việt Nam, nói họ rằng bây giờ quý vị mới ở Việt Nam qua, mở thêm cửa tiệm nữa, cho con cái sau này lên đại học có tiền, rồi có tiền giúp nhà thờ, có tiền giúp ở Việt Nam, nên mở thêm cửa tiệm nữa. Hai vợ chồng này nghe có lý, thế là tách ra, người chồng có một tiệm, người vợ có một tiệm. Và từ khi mỗi người có một tiệm như vậy, họ không có thời giờ đi lễ chung với nhau nữa, không có thời giờ về nhà chung với nhau, ăn cơm chung với nhau, ăn khác giờ nhau hết. Và từ từ hai người cũng không còn sinh hoạt nhà thờ nhiều, bởi vì quá bận rộn coi hai cái cửa tiệm đó. Rồi cho đến một hôm, có người nói với bà vợ rằng chồng của chị đang có tình ý với một người thợ làm trong cái tiệm của ông. Và người vợ không tin, một hôm đến và bắt gặp quả tang hai người đang thân mật với nhau, và cuối cùng đi đến ly dị. Và ma quỷ ăn mừng, chúng ta đã thắng, chúng ta đã phá vỡ một cặp vợ chồng hoàn hảo, bây giờ họ đi ly dị rồi. Chúng ta thấy ma quỷ nó rất là khôn ngoan quý bà chị em. Nó đưa chúng ta những hình ảnh rất là đẹp, nó không đưa hình ảnh xấu để cho chúng ta phạm tội, hình ảnh rất là đẹp, và khuyến khích chúng ta làm những cái điều tốt, mà từ từ nó lead chúng ta đi sai con đường. Bởi vậy để mà đi với lại cám dỗ, chúng ta cần năm cái điều rất là quan trọng. Cái điều đầu tiên là chúng ta cần phải cầu nguyện. Chúa Giêsu vào hoang địa để chúng lại cám dỗ, Chúa Giêsu phải cầu nguyện. Cầu nguyện để từ bỏ ý riêng của mình, để sống cho thánh ý của Thiên Chúa. Cái thứ hai, chay tịnh. Chay tịnh ở đây không phải là cục thịt cục mỡ, mà kềm hãm, nhìn lại những cái ước muốn của mình, những cái tham lam của mình, những cái tham sân si của mình ở trong cái tâm hồn con người của chúng ta. Chay tịnh để chúng ta kỷ luật chúng ta, discipline, để chúng ta control được cái con người của chúng ta, ước muốn của chúng ta. Cái điều thứ ba,
là môi trường, tức là gần mực thì đen mà. Cho nên là cái môi trường, cái environment rất là quan trọng. Nếu một người nói là tôi không thích đánh bài mà lại thích đi casino, thì chúng ta bị cái môi trường ảnh hưởng. Tôi không thích hút thuốc lá mà đến gần thích những người thích hút thuốc lá. Cho nên cái môi trường ảnh hưởng của chúng ta rất là nguy hiểm. Cái điều thứ 4 là đừng có để mình quá nhàn rỗi. Too much free time. Ta kêu là nhàn rỗi thì sinh nông nỗi, nhàn cư vi thì bất thiện. Cho nên là không nên để mình nhàn rỗi quá. Cái điều thứ 5 là chúng ta đừng bao giờ điêu với cám dỗ một mình. Khi chúng ta bị cám dỗ, nên bàn bạc với vị linh mục và tòa giải tội. Cái nơi đó nó rất là bí mật và không ai lít ra ngoài. Chúng ta hỏi vị linh mục đó, cái cám dỗ như vậy, ma quỷ rất là sợ quý bà chị em. Khi mà đối diện cám dỗ mà ma quỷ nó nói đừng nói ai biết, nhưng mà nếu chúng ta lít ra ngoài nói chuyện, hỏi một vị linh mục chỉ dẫn cho chúng ta, chúng ta sẽ không bị rơi vào những cám dỗ. Và mỗi ngày chúng ta nên làm những giây phút hồi tâm, nhìn lại cái cám dỗ trong cuộc sống của chúng ta. Và hôm nay Chúa nói với chúng ta hãy sám hối và tin vào tin mừng. Mỗi ngày chúng ta cần sám hối, ăn năn nhìn lại cái con người của chúng ta. Tôi đang bị cám dỗ bởi vì cái gì? Cái gì đang lôi kéo tôi, làm tôi xa rời Thiên Chúa? Và chúng ta có tin mừng là lời Chúa là kim chỉ nam hướng dẫn cuộc đời của chúng ta. Và trong mùa chay này, nhìn lại nếu tôi có những cái cám dỗ mà tôi bị sa ngã bởi những cám dỗ đó, đừng nản lòng, hãy đứng dậy và xin Chúa tha thứ và tòa giải tội. Con đã sa ngã bởi cái cám dỗ, xin Chúa tha thứ cho con và tiếp tục làm lại. Chúng ta lại đi tiếp tục. Cuộc sống chúng ta là cuộc chiến đấu trường kỳ quý bà chị em, chiến đấu giữa cái thần dữ và thần tốt, giữa sự thánh thiện và tội lỗi. Chúng ta phải chiến đấu mỗi ngày trong cuộc sống của chúng ta. Và nếu chúng ta không có cầu nguyện đủ, ma quỷ rất là dễ tấn công chúng ta lắm. Cho nên chúng ta xin Chúa cho mỗi người chúng ta trong mùa chay thánh này, để chúng ta biết dành thì giờ cho Chúa, chay tịnh, dành thì giờ cho Chúa và làm việc bác ái, giúp đỡ những người nghèo chung quanh chúng ta. Nếu chúng ta làm ba điều đó ở trong mùa chay thì chúng ta sẽ vượt qua được những cám dỗ và giúp chúng ta sống tốt lành hơn, thánh thiện hơn mỗi ngày. Amen.